Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu đôi nét về tiểu sử của ông Kim Jong-un, một nhà lãnh đạo vĩ đại đương nhiệm của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Ông Kim Jong-un sinh ngày 8 tháng 1 năm 1984, ông là người con thứ ba trong gia đình. Anh trai cả là ông Kim Jong-nam, sinh năm 1971, mất năm 2017. Anh trai thứ hai là ông Kim Jong-chun, sinh năm 1981. Em gái thứ tư là bà Kim Jo-jong, sinh năm 1987. Cha là ông Kim Jong-in, sinh năm 1942, mất năm 2011. Ông Kim Jong-in là người lãnh đạo tối cao thứ nhì của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Mẹ là bà Ko Yong Hui, sinh năm 1953, mất năm 2004. Ông nội là ông Kim In Sung, tức Kim Nhật Thành, sinh năm 1912, mất năm 1994. Ông Kim In Sung là người lãnh đạo và sáng lập ra nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, vào ngày 9 tháng 9 năm 1948. Bà nội cả là bà Kim Jong-suk, sinh năm 1919, mất năm 1949. Bà nội hai là bà Kim Song Ai sinh năm 1928, mất năm 1994. Ngay từ ngày nhỏ, ông Kim Jong-un đã là một cậu bé khá nóng tính, trong khi người anh trai Kim Jong-chun lại có tính cách rất ôn hòa. Có điều cả hai anh em đều có điểm chung là rất thích chơi bóng rổ. Vì tính tình nóng này, nên có một lần khi ông Kim Jong-un chơi cờ cùng với một người anh họ và đang bị dồn vào thế bí, anh trai Kim Jong-chun đứng ngoài quan sát và nhắc nhở cách đi. Ông Kim Jong-un vội vã đi theo lời anh mách nước nhưng rút cục vẫn bị thua. Vì vậy, đã khiến cho ông Kim Jong-un vô cùng tức giận tới mức ném cả quân cờ về phía anh trai mình. Giữa các bạn đồng trang lứa, ông Kim Jong-un luôn là người lãnh đạo, luôn nói rõ suy nghĩ của mình và là người quyết định mọi chuyện, kể cả anh trai cũng không dám làm trái ý Kim Jong-un. Năm 15 tuổi, ông Kim Jong-un được gửi tới Thụy Sĩ học tập tại một trường quốc tế ở vùng Gamligen, gần thành phố Bern, dưới danh nghĩa là con trai của một đại sứ Triều Tiên. Tại đây, bạn bè trong trường hay gọi ông Kim Jong-un là Park Un. Trong mắt các bạn học cùng lớp, ông Kim Jong-un là một học sinh trầm tính, ít nói, dành nhiều thời gian rảnh rỗi ở nhà, thay vì tụ tập bạn bè nhưng ông cũng là một người rất có khiếu hài hước. Các bạn cùng học cũng cho biết, ông kim là người đặc biệt yêu thích môn bóng rổ và thần tượng cầu thủ bóng rổ michael jordan phòng ngủ của ông kim jong un dán đầy các hình ảnh của jordan trên tường mặc dù có thân hình hơi béo và có chiều cao khiêm tốn nhưng ông kim jong un lại thích chơi bóng rổ thậm chí còn là một cầu thủ bóng rổ rất giỏi chiến thắng rất quan trọng với ông kim jong un và ông rất ghét mình bị là người thua cuộc sau một thời gian học tập ở thụy sĩ ông kim jong un trở về triều tiên để theo học trong một trường quân sự tại quê nhà Ông Kim Jong-un theo học trường Đại học Kim Nhật Thành cùng với anh trai Kim Jong-chun. Cả hai anh em nhà Kim Jong-un từ năm 2007 đã bắt đầu cùng cha đi kiểm tra tại các căn cứ quân sự của Triều Tiên. Năm 2009, ông Kim Jong-un đã kết hôn với bà Ji son ju sinh năm 1989. Hai vợ chồng ông Kim Jong-un sinh con đầu lòng vào năm 2010, sinh con gái Kim Ju-ae năm 2012 và người con thứ ba sinh vào tháng 1 năm 2017. Năm 2010, khi này ông Kim Jong Un 26 tuổi đã được thăng lên hàm đại tướng dọn đường cho việc trở thành người người thừa kế vĩ đại trong một tương lai gần. Cuối năm 2011, cha của ông đột ngột qua đời nên ông Kim Jong Un chính thức thay cha trở thành nhà lãnh đạo mới của nước Triều Tiên. Ngày 19 tháng 12 năm 2011, hai ngày sau khi Kim Jong In qua đời, ban chấp hành trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, Đảng ủy Quân sự trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, Hội đồng Quốc phòng Triều Tiên ủy ban thường vụ hội nghị nhân dân tối cao và chính phủ công bố thư gửi toàn thể đảng viên quan binh quân đội nhân dân và nhân dân yêu cầu toàn thể đảng viên quan binh quân đội nhân dân và nhân dân trung thành với sự lãnh đạo của đồng chí kim jong un tôn kính đảng và quân đội cùng với nhân dân triều tiên duy trì đoàn kết các phương tiện truyền thông cộng hòa dân chủ nhân dân triều tiên ngay sau đó gọi ông kim jong un là một nhà lãnh đạo vĩ đại một người kế thử vĩ đại Ngày 29 tháng 12 năm 2011 thì ông Kim Jong Un chính thức trở thành tư lệnh tối cao của Quân đội Nhân dân Triều Tiên. Các chức vụ mà ông Kim Jong Un đang đảm nhiệm gồm có: lãnh đạo tối cao của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, đương kim bí thư thứ nhất Đảng Lao động Triều Tiên, chủ tịch Quân ủy Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, chủ tịch Ủy ban Quốc vụ, nguyên soái Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Ngày 15 tháng 4 năm 2012, ông Kim Jong Un thực hiện bài phát biểu đầu tiên trước công chúng khi Triều Tiên kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông Kim In Sung, nhà sáng lập ra nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Trong bài phát biểu đó, ông Kim Jong Un ca ngợi học thuyết quân đội trước hết của Triều Tiên và khẳng định thời đại đất nước ông bị đe dọa đã qua rồi. Dưới thời Kim Jong Un, Triều Tiên cũng thu được một số thành tựu. Tháng 12 năm 2012, Triều Tiên phóng thành công tên lửa mang vệ tinh lên vũ trụ, trở thành một trong số ít các quốc gia làm chủ được công nghệ vũ trụ. Năm 2013, Triều Tiên đã giải quyết được nạn thiếu lương thực kéo dài từ thập niên 1990. Theo con số của chương trình lương thực thế giới, năm 2013 Triều Tiên đã nhập kho khoảng 5,93 triệu tấn lương thực và năm 2014 là 5,94 triệu tấn, đủ để cung ứng nhu cầu cơ bản của người dân. Năm 2015, Triều Tiên bắt đầu tự sản xuất máy bay hạng nhẹ dựa theo thiết kế của chiếc An-2 của hãng Antonov và loại phi cơ Mỹ Cessna 172 Skyhawk. Bản thân ông Kim Jong-un đã đích thân tham gia lái thử nghiệm chiếc máy bay dân dụng mới do chính nước mình sản xuất. Ngày 29 tháng 6 năm 2016, tại kỳ họp lần thứ tư của Hội đồng Nhân dân tối cao khóa 13, tức Quốc hội Triều Tiên, ông Kim Jong-un được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ. Ủy ban này được thành lập nhằm thay thế cho Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên, cơ quan quyền lực nhất dưới thời cố lãnh đạo Kim Jong-in. Năm 2018 được coi là năm đột phá trong đường lối đối ngoại của Triều Tiên, Mở đầu là hội nghị thượng đỉnh Hàn Quốc Triều Tiên lần đầu tiên kể từ sau khi kết thúc chiến tranh vào tháng 4 năm 2018. Cái bắt tay lịch sử giữa ông Kim Jong Un và ông Moon Jae-in tổng thống Hàn Quốc đã mở ra một thời kỳ lạc quan hơn cho mối quan hệ căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Cũng trong năm 2018, ông Kim Jong Un tới Trung Quốc 3 lần gặp chủ tịch Tập Cận Bình trước và sau cuộc gặp thượng đỉnh với tổng thống Mỹ Donald Trump tại Singapore hồi tháng 6 năm 2018. Trong cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ Triều đầu tiên ở Singapore, Ông Kim Jong-un đồng ý làm việc hướng tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên để đổi lại sự đảm bảo an ninh và mối quan hệ mới với Mỹ. Đến ngày 27 và ngày 28 tháng 2 năm 2019, ông Kim Jong-un đến thủ đô Hà Nội của Việt Nam. Đây là địa điểm cầu nối thứ hai cho Thượng đỉnh Mỹ, Triều, với nhiều hy vọng một hiệp ước hòa bình sẽ chính thức được ký kết, mở ra một thời kỳ hoàn toàn mới trên bán đảo Triều Tiên. Vào năm 2020, lại rộ lên những lời đồn đoán về tình trạng sức khỏe của lãnh đạo Kim Jong-un, khi ông Im hơi lặng tiếng trong suốt 3 tuần để phòng tránh virus gây bệnh COVID-19. Đến tháng 1 năm 2021, tại đại hội lần thứ 8 của Đảng Lao động Triều Tiên, ông Kim Jong Un vẫn xác định Mỹ là kẻ thù chính và cho dù có ai khác lên nắm quyền thì bản chất cũng như chính sách không hề thay đổi. Ngày 30 tháng 11 năm 2022, ông Kim Jong Un chủ trì một cuộc họp của Bộ Chính trị Đảng Lao động, trong đó các ủy viên đánh giá việc triển khai chính sách và quyết định tổ chức hội nghị toàn thể của Trung ương Đảng. Năm 2023, ông Kim Jong-un nói với giới lãnh đạo cấp cao rằng năm 2023 này sẽ là một năm lịch sử, đánh dấu kỷ niệm 75 năm thành lập Triều Tiên và 70 năm kết thúc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Bản tin trên kênh tin tức Hot 24 giờ đến đây xin được tạm dừng. Nếu quý vị và các bạn thấy nội dung video hay xin hãy nhấn like, bình luận và chia sẻ quý vị và các bạn nhấn đăng ký kênh và nhấp vào biểu tượng chuông dưới góc phải màn hình để nhận được thông báo những video tải lên mới nhất cảm ơn quý vị và các bạn